Là một nhà phân phối rất là nhiều loại xi, nhưng mà chủ nhà, chủ đầu tư vẫn chọn là Long Sơn để xây dựng nên cái ngôi nhà của chính mình. Tuyệt vời. Tất cả là đều là hàng thật hết, đá thật, cát thật, xi thật. Rồi, công trình đầu tiên tại Hồng Lạc sử dụng công nghệ ép cọc ni tâm. Cái này bạn được biết được không? Cái này không. Cái này. Đây là giám sát kỹ thuật Lê Văn Lợi. Khổ ngọn máy. Chiếc cọc đầu tiên. Đất Việt. Đầu tiên bắt đầu ấy rồi, nó cặp vào con kia nó ép xuống rồi. Ấy hai ông nái hai đầu bắt đầu chân lên, dạng rộng ra, ép rồi. Hay quá nhỉ. Đấy, bắt đầu. À, phải giữ ở kia cái đối trọng à. Làm gì? Ôi xuống ngọt luôn. Nhát cọc đầu tiên. Đoạn này để cho nó mồi. Không phải vì đoạn xuống dưới kia là cái kia nó chỉ có một đoạn này không? Nó cặp vào để ép xuống. Ép thêm xuống. Ngọt quá. Cắm nó sâu này. Sụt thêm nha.
làm đất rắn rồi. Ok. Hay quá nhỉ. Rồi xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Rồi toàn cảnh cái máy ép cọc ni tâm. Đây đến giai đoạn đổ móng công trình. Đây, chủ công trình là một nhà phân phối xi măng nhưng mà đã lựa chọn Long Sơn là cái dòng xi để mà làm nên cái ngôi nhà của mình, ngôi nhà của một cuộc đời mình. Không phải tự nhiên mà phải chọn Long Sơn. Đây. Thứ nhất là cái mặt chất lượng thì Long Sơn đã khẳng định ở một cái tầm đẳng cấp khác so với cái phần còn lại rồi. Về nhiều cái khác nữa để cho chủ nhà chọn Long Sơn. Cái công trình lớn như thế này. Tất cả là được chọn rồi. Rất là cẩn thận, không chơi cái hàng ăn sẵn mà phải cát của mình, đá của mình, xi măng của mình, xi măng Long Sơn rất là tuyệt vời. Đây là khu vực chạm trộn bê tông. Rất là Long Sơn. Đó hết chỗ này không chú Minh? Có hết cái chỗ này không? Thiếu à? Nhìn Long Sơn đã thấy đỏ à nhỉ? Cho chào chú Minh nhá. Chú Minh chào 500 anh em ấy. Long Sơn. Xúc lên xong rồi quay bơm nước ra ao cái bơm nước à? Đó, nước không? Bấm vào đây. À nước ở đây đúng không? Nước ra dòng ra đây. Ở đây, nước ở dòng ra ao rồi đúng không? Trời này. Long Sơn Supertech. Đúng chất, người thật việc thật luôn. Xi bỏ tại chỗ. Đá chơi nguyên đống. Đá cát nguyên đống.
Đức chào 500 anh em đi. Thủ công nhưng mà lại cơ giới, sự kết hợp hoàn hảo giữa máy xúc, xe trộn bê tông và con người. Rất là tuyệt vời. Lâu sơn này. Đấy, phỏng vấn chỉ đạo võ thuật cái bố trí cả hợp lý đấy anh. Quay thì thấy hay hay. Ai không? Xin Long Sơn được không anh? Được. Ngon đấy. Nhưng mà bố trí được đấy. Nhiều nhà như này chắc 10 giờ xong đúng không? À. Đội này thi đấu là căng rồi. Ôi, không có con máy xúc kìa chết đấy. Ê, nhịp nhà cái này mà toán luôn. 10 giờ xong. 10 giờ xong không? Gì đẹp đá, đẹp cát, đẹp gì. Toàn đồ, đồ thật. Người cũng đẹp nữa.